đầy thú vị và hết sức bổ ích cùng với On Edu trường học 4.0 ngay thôi nào. Xin chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình On Edu trường học 4.0. Mình là Khánh Linh và ngày hôm nay thì Khánh Linh sẽ là trợ giảng cho tiết tiếng Anh khoa học của chúng ta. Nhắc đến tiếng Anh khoa học thì chắc hẳn là các bạn đã biết chúng ta sẽ được gặp thầy giáo nào rồi đúng không? Một vị thầy giáo hết sức đáng yêu, xin được giới thiệu thầy Toby. Hey, xin chào các bạn, hôm nay rất vui được gặp lại các bạn ở đây. Cảm ơn Khánh Linh hôm nay giới thiệu anh đến. Good morning. Hey, good morning. Yeah. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài gì ạ? Okay, today we're going to learn a very interesting lesson. I hope you liked the lesson from the previous week, which was on insects. And we would like to expand the lesson a little bit more. And today we will learn about butterflies and moths. Thì tuần trước ấy, cái thầy cũng rất hy vọng cái bài giảng của tuần trước các bạn cũng cảm thấy rất thú vị. Bởi vì tuần trước mình nói về con trùng, thì hôm nay mình sẽ mở rộng cái chủ đề đấy để nói về con butterfly tiếng Việt là bướm. Các bạn học sinh ơi, butterfly tiếng Việt là bướm bướm. Bướm, đúng thế không? Nhưng còn một từ nữa đó là từ moth. Moth, à, butterfly và con moth. Nhưng mà con moth là cái gì? Đó, đây là một câu hỏi thầy hôm nay sẽ trả lời cho các con. Bài học ngày hôm nay nghe qua đã thấy rất là thú vị rồi đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng sẵn sàng sách và bút nhé. Chúng ta hãy cùng lắng nghe thầy Toby giảng bài. Và trong quá trình học, nếu như có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào liên quan đến bài học thì chúng ta hãy đừng ngần ngại. Hãy gửi câu hỏi cho thầy Toby trên fanpage của VTV Cap nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng học thôi. Okay, let's go. Are we ready? Yeah, we're ready. Okay, hi everyone. Okay, so I'm really glad to see you today, and I hope that you really enjoyed your lesson last week. We had a lot of very, very good feedback, and you know, I would like to share with you why I became a teacher and what I as a teacher want to share with you. Thì hôm nay thầy nói chung là rất là hy vọng cái bài giảng của tuần trước làm cho các con có cái sự thú vị về tiếng Anh khoa học, và thầy hôm nay muốn chia sẻ một số triết lý ha. Của thầy về các con để cho các con hiểu tại sao cái quan điểm của thầy về giáo dục. Ok, so đầu tiên nhá, thầy sẽ nói bằng tiếng Anh và giải thích bằng tiếng Việt nhá. Not to teach knowledge but to teach learning. So mục đích của thầy không chỉ là đưa cái sự hiểu biết hoặc là trí tuệ cho các con, nhưng mà thầy, mục đích của thầy là muốn dạy các con cái cách học tốt. Thì cách học tốt là quan trọng là mình bắt buộc phải hỏi lại nhiều câu hỏi về một cái chủ đề nó. Nghĩa là cái tư duy của mình phải cao. Thì thầy lúc nào cũng không chỉ là đưa ra đáp án, nhưng mà thầy lúc nào sẽ đưa câu hỏi dành để cho các con suy nghĩ sâu hơn một tí. Để cho các con tự tìm hiểu và tự hỏi tại sao là như vậy. Alright? So the second step of education, number two, is to teach. The first step of education is to teach and learn. Cái bước đầu tiên của giáo dục là dạy và học. So when you teach and learn, the teachers have the responsibility to teach you well, and your responsibility is to learn. But it doesn't end there. Bởi vì đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Từ khi mình học sau thì mình phải làm gì? Cái đấy thì liên quan với cái bước thứ hai của giáo dục. Cái bước thứ hai của giáo dục có thể là coach and train. Coach thì là huấn luyện. Giáo viên không chỉ là dạy, nhưng mà giáo viên cũng phải huấn luyện học sinh của mình. Và cái train ở đây nghĩa là tập luyện. So mình học gì sao, mình bắt buộc phải tập luyện thì mới giỏi về cái chủ đề đấy. Thì các con cũng phải nhớ, không chỉ là thầy đấy dạy rất hay. Thầy dạy hay mình học sao thì nó thế nào, nhưng mà mình không tập luyện, mình không tập lại bài thì cũng vô dụng đúng không? Thì cố gắng học tốt hơn nhé. Knowledge is only useful when it is used with wisdom. Cái sự hiểu biết của mình chỉ có giá trị từ khi mình kết hợp với cái trí tuệ. Bởi vì nhiều người biết nhiều, nhưng mà người ta không có cái trí tuệ để sử dụng cái sự hiểu biết của người ta. Thì cái giáo dục người ta cũng không đưa ra một cái mức độ cao, đúng không? Ok, từ từ nhé. Wisdom comes with experience, patience and humility. Cái trí tuệ của mình đến từ kinh nghiệm,
patience là gì nhỉ? Sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn, bởi vì thầy không có sự kiên nhẫn đây là tại sao thầy không biết từ này bằng tiếng Việt. Các con hiểu chưa? Ok, và sự khiêm tốn, humility. Bởi vì tại sao chỉ có người khiêm tốn mới dạy được. Ok, thì nếu mà từ khi thầy chia sẻ mấy quan điểm của thầy như vậy, thầy cũng hy vọng các con cũng sẽ dần dần thay đổi cái quan điểm của các con về giáo dục và cái thái độ của mình từ khi mình vào một lớp học. Yeah? Ok, everyone, let's go. Let's go into the lesson on butterflies. So right now, let's do a review, alright? I hope you remember what these things are, okay? Thầy cũng rất hy vọng các con hãy nhớ cái cách phát âm của một số từ đấy. Từ đầu tiên là head là đơn giản là cái đầu của mình đúng không? Nhưng mà ở đây thì là cái bộ phận ngực của con trùng thì gọi là gì? Có nhớ không? Nhớ hả? Marvel's Avenger là Thor đúng không? Thor có một cái diều, ok? Thì gọi là thorax, ok? Thorax thì là cái ngực của con trùng, là cái sáu chân của con trùng sẽ từ ngực của con trùng nở ra, nổi ra. Sau đó cái bộ phận cuối cùng quan trọng là cái abdomen, ok? Cái bụng. So nhớ cái từ thế không? Bởi vì mình lần đầu tiên mình phải xem cái từ abs trước đúng không? Mình muốn có six pack, mình muốn có abs. Cái từ abs là đến từ cái từ abdomen, ok? Abdomen sau đó mình có hai bộ phận nữa, một là antenna, là cái râu, cái râu đúng không của con trùng, và cái bộ phận miệng. Hôm nay mình sẽ học sâu vào hơn về các bộ phận của con bướm nữa nhá. Yeah? Ok, tiếp insect butterflies. Ok, so cái đây là cái gì, các con đã nhìn thấy bao giờ chưa? Khánh Linh, cái đây là cái gì? Các bạn học sinh không biết là nhìn đây thì sẽ đoán là cái vảy cá hay là gì nhỉ? Em thấy hơi giống cái vảy cá đấy ạ. Nói chung là rất giống vảy cá đúng không? Nhưng mà cái đấy không phải là vảy cá. Cái đấy là vảy của con bướm. À, con bướm mà cũng có vảy ạ. Đúng rồi, con bướm có vảy. Nhưng mà cái vảy của con bướm thường thường mình không nhìn thấy được. Cái đấy là một cái microscopic view. Microscopic. Microscope? Kính hiển vi. Okay. So this is a microscopic view of a butterfly's wings, and so it is actually like that. All right, so this is how we're going to start the lesson. We're going to talk about butterflies today. Okay, let's go. Today we will learn about the classification of butterflies, parts of a butterfly, the life cycle of butterflies, and the color of a butterfly's wings. So hôm nay chúng ta sẽ học về bốn topic. Tiêu đề, đúng không? Vốn tiêu đề. Đầu tiên là mình như thế nào phân loại con bướm, sự phân loại của con bướm. Cái thứ hai là các bộ phận của con bướm. Thứ ba là cái vòng sinh sống của con bướm. Và cái thứ tư, có thể hơi khó nhé, là tại sao cánh của con bướm có màu sắc. Ok, nhé. Yeah. Sẵn sàng chưa? Are you ready? Ok, let's go. Classification. So cái từ classification đến từ từ class, cái lớp hoặc là tầng lớp. Ok? So classification tiếng Việt thì là sự phân loại. Alright? Living things organized into particular groups have common characteristics. Ok? Sinh vật sẽ tổ chức vào các nhóm đặc biệt theo cái đặc điểm của sinh vật đó. Different scientists use various systems of classification to organize all living things into groups. So nhà nghiên cứu sẽ dùng các loại hệ thống để phân loại các sinh vật vào nhóm. Cái đấy cũng theo cái tiêu chuẩn hoặc là cái yêu cầu người ta đặt ra. Okay? Overall, tổng thể nhé. The reason scientists classify living things is to understand the relationships between different organisms. Tại sao mình phải phân loại sinh vật? Mình phân loại sinh vật là để cho mình hiểu và biết về cái sự liên quan, ok? Và quan hệ, liên quan và quan hệ với các loại sinh vật. Ok? So, đầu tiên mình xem cái từ classify, ok?
classify từ đấy đến từ Latin nghĩa là từ gốc là từ Latin. Okay, meaning the action of dividing into classes. Nghĩa ở trong Latin nghĩa là chia thành các lớp nhé. Okay, sau đó từ Latin cái từ đấy biến cũng từ khi phát triển cái ngôn ngữ đấy, cái từ đấy hả, thì phát triển vào tiếng Pháp. Okay, sẽ thành classification, meaning the result, nghĩa là cái kết quả của cái phân lớp hoặc là phân thành tầng lớp. Okay, so nhiều từ đúng không? Hơi khó đúng không? It's okay, không có vấn đề gì. Lần đầu tiên mình sẽ xem một loại phân loại đặc biệt nhé. Okay, quả đấy. Quả đấy là quả gì? Tomato. Okay, là quả chua. So, cái quả chua, the classification of a tomato is actually the solanum or solanum. Depends on your pronunciation. Alright, so we just say solanum based on American English. Solanum. Okay, cái phân cấp của quả đấy gọi là solanum. Nhưng mà solanum, quả cà chua sẽ liên quan với cây gì nữa? Khánh Linh? Em nghĩ là liên quan đến quả cà tím chẳng hạn ạ. Cà tím á? Dạ. Cà tím, tại sao là cà tím nhỉ? Không phải là quả cherry? Không phải là quả anh đào á? Vì màu đỏ gì đó đúng không? Hả? Không. Tomato liên quan với khoai tây. Chưa nghĩ bao giờ? Dạ chưa. Hả? Nhưng mà hai loại cây đấy là cùng một họ, cùng một loại phân cấp nhá. Và ở đây còn một chỗ không nữa đúng không? Okay, so cà chua và khoai tây, the tomato and the potato is also in the same family or the same group as the eggplant. Đúng rồi, là cà tím. Okay. Okay. So nói chung là nhiều người cũng hơi bị thắc mắc tại sao ba cây này, ba loại cây vật à? Ba loại thực vật ạ. Thực vật, sorry, thực vật nhé. Tại sao ba loại thực vật đấy có sự liên quan? Nói chung là người ta là do cái cấu trúc của cái cây. Ví dụ cái cây thì sẽ có gai và các bộ phận của cây sẽ có một loại độc. Ok? So, cái solanum. Sol ở đây từ Latin nghĩa là mặt trời. Anum là cây. So the word solanum comes from the Latin word sol, which means sun, and anum means plant. So these are actually plants of the sun. So nếu mà theo Latin người ta thì đặt cái gia đình đấy gọi là cây của mặt trời. Okay? So, interesting? So bây giờ mình sẽ xem nhé. Tiếp về cái phân cấp. Ok, tuần trước mình nói về 7 loại phân cấp của côn trùng. Các con có nhớ không? Có nhớ không? Chắc là không nhớ rồi đúng không? Nếu mà các con không nhớ nhé, mình phải làm gì? Xem lại cái video của tuần trước nhé. Ok? Hôm nay nhé, mình sẽ xem cái phân cấp hơi, nói chung là hơi phức tạp một tí. Vì các loại phân cấp trong tiếng Anh, người ta sẽ dùng một tiếng cổ. Và tiếng cổ đấy bây giờ chả có ai dùng nữa. Thì như thế nào? Chỉ học thôi. Ok, so cái từ đầu tiên, Khánh Linh có đọc được không hả? Coleoptera. Ok, close. Coleoptera. Ok, đừng sợ, bởi vì hôm nay mình chỉ đưa cái để cho các con biết thôi. Đặc biệt là từ khi mình muốn làm thành nghiên cứu gia hoặc là bác sĩ, cái tiếng Latin là chuyện bình thường. Ok, so Coleoptera là cái phân cấp của con bọ. Ok? Nếu mà mình không nhớ Coleoptera, không có vấn đề gì. Cái đấy dần dần các con sẽ biết. Ok? Cái từ thứ hai là Ok. Lepidoptera. 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 Lepidoptera would be the family or the class of groups for moths and butterflies. Ok? So cái phân cấp Lepidoptera thì sẽ dành cho con bướm và con moth. Tại sao con moth không có một không
ở trong tiếng Việt không có cái con moth. Có biết tại sao không? Hả? Là bởi vì tiếng Việt thì mình sẽ ghép hai con thành một, thành con bướm. Nhưng mà tí nữa thầy sẽ phân biệt cái con moth cho các con nhé. Cái tiếp theo là Hymenoptera. 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 Hymen. Để ý cái y. Thường thường ở trong tiếng Anh là y nặng. Hymen. Hymenoptera. Ok. Thì là họ phân cấp của con kiến và con ong vỏ vẽ. Ok. So nghĩa là con kiến và con ong vỏ vẽ có cái sự liên quan. Con kiến và con ong cũng có cái sự liên quan. Ok. Ok. Diptera. Diptera thì là con ruồi. Các con có nhớ từ khi mình gặp một con ruồi mình phải làm gì không? Đập chết thôi. Thank you very much. Very good. Next. The Hemoptera. Hemoptera. Hemoptera would be for aphids. Ok. Cái từ aphids là một giống con dẹp bừng. Có thể các con không biết là cái gì, nhưng mà nếu nhà mình có trồng cây hoa hồng, mình sẽ nhìn thấy một số con nhỏ nhỏ sinh sản tại cái thân cây hoa hồng. Ok. Con đấy thì gọi là aphids. Và aphids là một loại côn trùng đặc biệt, bởi vì aphids có một loại ống để hút cái nhựa của cây hoa hồng. Ok. So, con đấy thì gọi là aphids. Là một họ của con trùng và cái cuối cùng đúng không? Hemiptera. Hemiptera. Hemiptera là các loại con dẹp. Có còn không? Thì dạy nhiều quá được không nhớ rồi. Isopera. Isopera là con muỗi. Con muỗi. Sorry, không phải dấu ngã là dấu sách. Dấu sắc. Ok, sorry. Termites con muỗi, bởi vì mình nhìn con muỗi và con kiến nhá, con kiến mình cảm thấy ấy, hai con cũng giống nhau mà, nói chung là không phải, ok, hai con đấy là của một cái phân cấp khác, ok, so bây giờ các con có câu hỏi gì không? Em thấy các bạn học sinh có kêu là mấy từ trong Seven Main Order of Insects quá là khó đọc. Các bạn học sinh ơi, cũng không nên quá lo lắng vì đây là thầy Toby chỉ giới thiệu cho chúng mình thôi. Còn nếu chúng mình vẫn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể xem lại video này về sau nhé. Bây giờ thì hãy cùng tiếp tục theo dõi bài giảng. Ok, chính xác. Bởi vì hôm nay nhá, nói chung thầy cũng biết khó rồi và thầy đã nói rồi cái đấy là chắc là khó rồi. Nhưng mà thầy bảo các con yên tâm, đúng không? Thầy chỉ giới thiệu cho các con biết, nói chung là có cái phân cấp này. Và cái phân cấp đấy là rất khó. Bởi vì cái đấy người ta đang dùng từ Latin để cho các con biết sâu hơn một tí. Mình không cần nhớ đâu, mình chỉ cần biết phân cấp là đến từ Latin. Ok? Easy? Yeah, bình tĩnh nha. Hôm nay mình sẽ tập trung về một cái phân cấp mình đã xem rồi đúng không? Moths and butterflies. Nghĩa là mình sẽ tập trung về cái phân cấp của Lepidoptera. Ok? Lepidoptera. Wow! Cái đây là cái gì? Cái đấy không cần học, chỉ cần biết. Thôi, mình chỉ cần nhìn và hiểu nhé. Cái đấy là cái khác loại phân cấp của con trùng ở trong khoa học. Cực kỳ phức tạp, cực kỳ nhiều. Nói chung cái đấy thì coi là đơn giản rồi. Ok? Và các con chỉ cần hiểu cái sự phân cấp, cái sự quan trọng của phân cấp ở trong khoa học là như thế nào. Mục đích của bài giảng đấy ở trong thời điểm đấy chỉ là như thế thôi. Ok guys? Right? Tough, right? No problem. Cái slide tiếp theo là khó hơn. Ooh, là cái gì? You see all of this? These are all the types of butterflies in the world. Ok? So nếu mà mình nhìn thấy đây nhé, cái đây là các phân loại của con bướm ở trong trái đất đấy thì cực kỳ nhiều và cực kỳ phức tạp. Nhưng mà ở trong nhà, từ khi người ta nghiên cứu ra hoặc là người ta muốn tìm hiểu sâu hơn về một con trùng nào, cái đấy người ta bắt buộc phải phân cấp thành họ và gia đình của nó.
Ok? Cái đấy chỉ cho các con biết thôi, yên tâm. Ok? You understand this? Ok? Có câu hỏi gì nữa không? Bạn Nguyễn Hồng có hỏi thầy humble là gì ạ? Humble á? Humble không phải là thầy. Tiếng Việt có một câu nói là đẹp trai không bằng trai mặn hả? Humble nghĩa là khiêm tốn, sự khiêm tốn. Các bạn hãy ghi lại từ này nhé. Bạn Hoàng Nhân Tuấn có hỏi thầy, ve sầu có thuộc phân cấp Hemiptera không ạ? Con gì? Con ve sầu ạ. Ve sầu là gì? Là một cái con vật mà mùa hè nó hay kêu ấy ạ. Oh, cicada. Yeah. Cicada. Cái đấy sẽ sinh sản ở trong đất tầm 7 năm đúng không? Đến sau đó mùa hè thì sẽ nở ra, đến sau đó sống ở trên cây, sau đó kêu, mấy hôm sau thì sẽ chết đúng không? Dạ đúng. À ok, cái tên của con đấy gọi là cicada. Cicada. Và có rơi vào con beetle không đúng không? Hemiptera. Hemiptera đúng không? Ok, thầy không biết. Google đi. Thật, mục đích của thầy là giao cái sự hiểu biết để cho các con đi tìm hiểu sâu hơn, đúng không? Thầy có thể biết rất nhiều nhưng mà thầy không thể bằng Google đâu. Nhưng mà mấy câu hỏi đấy cực kỳ tốt mà. Mình bây giờ cũng biết, ok, Hemiptera là con của bọ, đúng không? Bây giờ con muốn biết cái cicada có phải là một con bọ không? Thì kiểm tra trên Google. À, nếu mà các con làm được như thế nhé, thì cái giáo dục của thầy đã thành công rồi. Bởi vì đây là mục đích và mục tiêu của thầy trong giáo dục của thầy. Ok? Yeah. Yeah. Ok, so bây giờ mình sẽ học tiếp nhé. So now we'll learn more. Ok, so the parts of a butterfly are very similar to that of an insect, alright? Except for the mouth. Ok, so let's go through the words again. Let's look at this part. This is the head, right? After the head, we have the... Nhầm. Cái đó là cái gì nhỉ? Lại vào gallery à? Thầy lúc nào cũng bảo thế rồi. The key hả thầy? Bây giờ như thế nào nhỉ? Yeah. À, ok rồi. Here we are. Già rồi, thầy biết rồi. Công nghệ của thầy kém rồi, ok? Nhá. Ok, so đây là head. That's the head. Ok, now let's look at this part. This is what the butterfly uses to eat. It's very similar to that of a mosquito. Do you remember last week's lesson on mosquitoes? Ok, we have a mouthpiece, and this mouthpiece has a name, and it's called the... Phạm lại được không? Proboscis. 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 Ok? So cái proboscis là cái ống hút của con bướm. Tiếp. Ngực của con bướm là thorax. Ok, được. Cái bụng. You remember? Vừa học thôi nha, nếu mà không nhớ thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề nha. Ok. Abdomen. Cái gọi là wings. Và cái râu của con bướm gọi là the antenna. Ok? You guys are good? Ok, so that's parts of a butterfly. But now let's look at these things, ok? So, in the order of the butterfly, the Lepidoptera. In the order of Lepidoptera, there are three main types. All right, you have a butterfly, you have a skipper, and you have a moth. Okay, ở trong phân cấp của Lepidoptera nhé, có ba loại con chùm chính. Một là con bướm, cái thứ hai là skipper, và cái cuối cùng là con moth. Okay. Nói chung là cái skipper và butterfly cũng gần nhau, nhưng mà skipper bởi vì cái cấu trúc của skipper là có một sự khác biệt ở trong cái cánh của nó và cái râu của nó, thì người ta tách ra thành một loại khác. Ok, nhưng mà thôi, mình cứ đưa hai vào một trước và mình sẽ nhìn thấy về cái con moth. Ok, so butterfly tiếng Việt gọi là bướm, skipper tiếng Việt gọi là
bướm. Còn moth cũng gọi là bướm. Ok, so ở trong tiếng Anh mình sẽ xem cái sự khác biệt của nó. So in English, in science, the butterfly, the skipper, and the moths are in the same family, but this has a little bit of a difference in its structure of its wings, okay, and its antenna. So they will just, we'll just put this all together. We'll just separate the butterfly skippers from the moth. All right, next. What are the differences between butterflies and moths? Kai Ling, what do you think is the difference between these two animals? Thật ra em cũng không biết ạ, và các bạn học sinh chắc là cũng đang rất là thắc mắc. Thầy Toby hãy cho chúng em được biết đi ạ. Okay, yeah. So, let's go. Resting posture. Resting posture là cái posture là cái gì nè? Cái không phải là cái lưng nhưng mà cái cách nghỉ. Posture hả? Nói chung là đang nói về cái tư thế cách đứng của mình. Tư thế hả? Dạ. Tư thế của con người. Nhiều học sinh nha, posture luôn là cũng thế. Không tốt. Posture phải tốt. So, ở đây đang nói về cái resting posture của các loại con vật. Và bây giờ mình chỉ tập trung về butterfly và cái sự khác biệt của moth, ok? So, từ khi mình thấy một con bướm ở trong tự nhiên nha, mình sẽ nhìn thấy cái cách nghỉ của nó. Thì mình sẽ biết con đấy là con bướm, butterfly hay là con moth, ok? Cái sự khác biệt đầu tiên là như thế nhé, cái cánh. So the difference would be in its wings. When a butterfly rests, okay, its wings will close. Okay? When a moth rests, its wings will lay flat. You guys understand that? Okay? Good. Có hiểu không? Okay, so next. The antenna. Cái râu của con bướm và râu của cái râu của butterfly và râu của skipper và râu của moth thì sẽ khác nhau. Okay? Butterfly antenna sẽ có hình này. All right? Skipper thì sẽ có một cái hình cong như thế. Và moth thì sẽ giống như cái gì lông cái chổi ạ, cái lông ạ. Long chim. Đúng rồi ạ. Đúng không? Oh, so it will be feathered, okay? That means it will open up this way. Nhưng mà tại sao như vậy? Tại sao cái râu của con moth sẽ như vậy? Là cái đấy là do cái cách hoạt động của con moth. So the butterfly, skipper and the moth's antennas are different, right? But why are the moth's antennas feathered? This has to do with how the moth the activity of the moth, All right? So now let's look at the activities of these two animals. First, activity. Cái sự hoạt động. Yeah? Con bướm nhé. Tại sao cái râu sẽ có cái lông? Là để cho con cái tại sao con moth cái râu nhé có cái lông được không? Lông. Là bởi vì con đấy hoạt động tại buổi tối. Cái râu để cho con đấy cảm nhận được rõ hơn, bởi vì không nhìn được gì tại buổi tối mà. Đặc biệt là moths fly at night. So con bướm thường thường bay tại ban tối. Và skippers and butterflies fly during the day. Okay? Thì con bướm thường thường hoạt động tại ban ngày. Nhưng mà có một số con moth, okay, sẽ hoạt động tại ban ngày nữa. Okay? Next. Pupation. Pupation. It has to do with the life cycle of the animal when it changes into an adult. Okay? So pupation. Pupation. Pupation là cái giai đoạn thứ ba của con trùng từ khi sắp trưởng thành một con lớn. Okay? Có sự khác biệt. Mình nói về con bướm trước nhé. Các con có chắc là biết Pokemon rồi đúng không? Có đúng không? Ok, so con đây là giống con gì nè? Có đấy bao giờ chưa? Cái tiến hóa cuối cùng của con này là Butterfree.
Tại sao thầy biết tên này? Bởi vì thầy phải nghiên cứu cho các con, hiểu chưa? Ok, so cái đấy là cái evolution thứ hai của butterfly. Cái evolution đầu tiên thì nó gọi là caterpie hay là gì đó ấy. Thì nói chung muốn đưa ảnh vào nhưng mà vì bản quyền thì không được up lên ảnh của Pokemon ở trong chương trình này. Ok. Khánh Linh ạ. Dạ. Anh không nhớ con đấy con gọi là con gì nhỉ? Đây là con tằm ạ. Con tằm. Tằm ạ. Cái sâu của con tằm vẫn gọi là con tằm ạ? Dạ vâng. Còn em biết cái bên cạnh là cái kén ạ. Hả? Cái quả bóng bóng này hả? Dạ. Gọi là gì? Cái kén ạ. Kén? Dạ. Ok, cái kén nhá, tiếng Anh gọi là cocoon. Cocoon. Không phải cocoon nhá. Không phải cocoon, làm ơn. Ok, thầy biết tiếng Anh người ta viết như thế nhưng mà đây là tiếng Anh mình không được đọc như vậy nhá. Cocoon. Cocoon. Ok, là cái kén. Cái kén đúng không? Ok. Ok, so cái kén của con moth và cái pupa của con butterfly là có sự khác nhau. Ok, mình sẽ nhìn thấy ở đây có rất nhiều cái gọi là gì nhỉ? Tơ. Cái một dây dây hả? Dạ dạ đúng, là cái tơ, sợi tơ. Bởi vì tiếng Anh mình chỉ gọi là silk. Yeah. Mình chỉ gọi là lụa. Lụa. Ok. Ok. Từ mới hả? Lụa hả? Ok. Tiếp nhé. Life cycle of a butterfly. Có câu hỏi gì trước khi thầy dạy tiếp không? Bạn Nguyễn Hồng hỏi thầy, thầy ơi con mối là gì ạ? Con mối á? Dạ. Cái con ăn gỗ đúng không? Dạ đúng. Là termite. 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 Ok. T-E-R-M-I-T-E. Termite. Termite là con mối. Bạn nào Nguyễn Hoàng Tuấn, thầy có thể giải thích tại sao con moth hay bất kỳ con côn trùng nào luôn bâu đến các ánh đèn không ạ? Cái ánh đèn là gì? Ánh đèn ạ. Ánh đèn á? When the insect goes into the light. Thì, ok. Cái đây liên quan với cái mắt của con trùng. Thường thường há mấy con trùng đấy há nhìn thấy là 4 màu. Ok. Xanh, đỏ, RGB, RGB, red, green, blue. Ok, thường thường mình sẽ nhìn thấy được con người mình nhé, mắt của mình chỉ nhìn thấy được 3 màu R, G và B, red, green and blue, light. Mình nhìn thấy được 3 loại ánh sáng đấy. Con bướm hả thì sẽ có một cái ánh sáng tiếp theo là purple. Ok, so mắt của con trùng thường thường sẽ nhìn thấy được 4 màu. Cái màu thứ tư là màu tím, nghĩa là nhìn thấy được cái quang UV. Ok, thì buổi tối nhá, tại sao mấy con đấy sẽ bị không phải bẫy vào hả, nhưng mà sẽ bị hấp thụ vào cái ánh sáng đấy là bởi vì ánh sáng đấy sẽ tạo ra cái UV để hấp thụ được cái con trùng đấy. Thế là tại sao con trùng sẽ luôn luôn cũng bay thẳng vào bóng đèn. Ok. Có biết cái mosquito trap, bẫy mũi ạ? Cái bẫy mũi đúng không? Dạ, đúng. Là màu đèn đúng không? Đèn đấy màu gì? Màu tia UV, màu xanh tím đúng không đấy, ạ? Đấy, bây giờ bắt đầu hiểu chưa? Thông minh chưa? Ok, câu hỏi rất tốt. Một kiến thức rất thú vị luôn. Ừ, có câu hỏi gì nữa không? Nhưng mà không thì thầy sẽ dạy tiếp theo. Các bạn đều kêu là bài học này khó nhớ. Nhưng mà các bạn ơi, chúng ta đến với tiết học này là chỉ để cho thầy Toby giới thiệu cho chúng mình thôi. Còn nếu muốn nhớ hơn thì hãy xem lại video này trên YouTube On Edu cũng như là trên fanpage của VTV Cap nhé. Ok, dạ, đúng rồi. Thầy biết khó nhớ và mục đích của thầy không phải là bắt con nhớ, yên tâm. Ok, hôm nay là chỉ muốn giới thiệu cái chủ đề đấy cho các con thôi. Ok, so không nhớ đâu, không nhớ được thì ok, no problem. Bởi vì thầy có kiểm tra làm bài, có thầy có đưa bài kiểm tra cho các con đâu. À, thầy có báo cáo cho bố mẹ không? Không mà. À, nhưng mà thầy cũng biết nhá. Có một số học sinh của thầy cũng đang xem chương trình đấy á. Và thầy đã quay một số video chưa đưa cho bố mẹ xem nhỉ? Hả? À, mai thì hôm nay cũng chưa điểm danh. Ok, so today we're going to look at the life cycle of a butterfly. Ok, mình sẽ nhìn thấy được, mình sẽ xem cái vòng đời ạ. Vòng đời hả? Dạ.
của con bướm. All right? So, let's look at the words first. Egg. Egg. Trứng. Egg. Cái con sâu tiếng Anh là có phải worm nhé. Okay. Cái đấy con đấy gọi là caterpillar. Một lần nữa nhé. Caterpillar. Búm ấn tiếp. Caterpillar. Nói ngay thì là caterpillar. Alright. Tiếp theo, bộ phận đấy thì gọi là chrysalis. 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 Okay? So, from the chrysalis, the adult emerges. Right? The chrysalis, cái con bướm lớn thì sẽ chạy ra hả? No. Chui ra. Chui ra, sorry. Okay? The chrysalis sẽ chui ra thành một con trưởng thành. Okay? So, xem hả? Tuần trước mình học về con muỗi đúng không? Con muỗi hả thì mình sẽ học về một từ larvae và một từ pupae. Okay? So, caterpillar là cái larvae, nghĩa là cái giai đoạn này. Sau khi từ trứng chui ra. Và cái chrysalis là cái pupae. Từ khi cái con caterpillar muốn trưởng thành con lớn thì sẽ công nghệ. Thế nào nhỉ bây giờ? Chả sao đâu. Pokemon, con đây gọi là gì? Con nhớ không? Ok. Cái đấy thì là cái... Sắp được chưa? Dạ, sắp rồi ạ. Vài giây. Sắp được chưa? Yeah. Oh, okay. Very good. Okay, thank you, Kai Ling. Okay. So, nhớ hả? Larvae là cái giai đoạn đấy của tất cả con trùng. Con ruồi cũng có một larvae. Cái baby ruồi gọi là gì nhỉ? Tiếng Việt nhỉ? Ruồi con ạ? Hả? Baby ruồi. Cái baby ruồi từ khi con gì chết em ấy xong có rất nhiều baby ruồi ấy. Cái con trắng trắng ấy ăn hết thịt thối ấy. Con nhặng à? Hả? Có đúng không ạ? Không biết đâu. Dạ không ạ. Maggot. Tiếng Anh thì gọi là maggot. Ok? Thì gọi là cái larvae của con ruồi. Và cái chrysalis, cái pupae thì là một bộ khác. Bởi vì từ chrysalis, từ larvae đến pupae đến adult. Ok? Cái đấy là một cái quá trình ha, một cái process. Ok? Con đấy phải đi qua và process đấy thì gọi là metamorphosis. Ok? Metamorphosis. 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 Ok? A process which occurs after birth, which changes an animal's physical structure drastically. Cái đấy là một cái quá trình con trùng sẽ đi qua và bởi từ khi con trùng đấy bắt đầu đi qua cái process of metamorphosis, cái cấu trúc của cái cơ thể của con trùng sẽ thay đổi hoàn toàn. Ở con người mình thì không có metamorphosis, thì mình chỉ lớn lên để sau đó giả thôi. Mình không phải là biến từ một con gì thành một con gì nữa. Yeah. Okay. Okay. So, nếu mà mình nhìn nhá, cái đấy là cái metamorphosis từ caterpillar, nhìn thấy không? Okay. Then cái pupae, then sau đó từ pupae thì cái con bướm sẽ ra từ cái pupae. Okay. So cái sự khác biệt là bắt đầu từ đây, then ở đây. Okay. Các con hiểu chưa? Okay.
Metamorphosis. Wow, chủ đề đấy cực kỳ khó luôn nhỉ. Nhưng mà cũng thú vị nhất đấy ạ. Thú vị hả? Ok, có câu hỏi gì không các bạn? Các bạn lại hỏi lại là metamorphosis là gì ạ? Metamorphosis, vừa dạy còn gì nữa? Hả? Metamorphosis là từ khi hả? biến thành hả, đúng không ạ? Biến thành từ con này đến con này, cái quá trình đấy thì gọi là metamorphosis, hiểu chưa? Các bạn nhớ nhá. Thầy già rồi. Thầy lúc nào hả dạy học hả Khánh Linh ạ? Lúc nào thầy dạy học hả? Thầy lúc nào hả cũng bảo học sinh hả không được tê tê thầy. Khánh Linh có hiểu tê tê là cái gì không hả? Trêu chọc ạ? Không phải. Đừng tổn thọ của thầy. Ok? Ok, nào bây giờ mình sẽ rơi vào cái điều hơi đặc biệt, bởi vì cái đấy liên quan với vật lý nhé. Ok, về cái màu sắc của con bướm. So now we're going to look at the color of butterfly's wings, and this topic is actually quite complex, but I'll try to make it easy for you. It has to do with physics and chemistry. Đó. Vừa là vật lý, vừa là hóa. Ok, tiếp. Do you see this? Có nhìn thấy cái màu của cái cánh của con bướm? Do you see the wings of the butterfly and the colors of the butterfly's wings? Okay. Cái màu sắc của con bướm nhé, cái ở trên cánh hả là do có hai bộ phận. Okay. Wing color is because of two parts. The first is called pigmentation, and the second one is a structural reason. Okay. So, mình nói về cái pigmentation trước nhá. Pigmentation nghĩa là đơ màu, có cái màu sẵn rồi. Okay? So, pigmentation just means that it is colored already. But the color is because of a chemical called melanin. The melanin chemical will give you yellow, brown, and black colors on the butterfly. Không hiểu đúng không? Bình tĩnh. Cái màu sắc màu vàng, nâu và đen ở trong cánh của con bướm là do một hóa chất gọi là melanin. Ok, melanin này sẽ hấp thụ tất cả màu sắc ở trong ánh sáng để tạo ra chỉ cho mình nhìn thấy được màu nâu hoặc là đen, có hiểu không? So nghĩa là ở trong bộ phận cánh đấy đã có cái melanin rồi. Ok, và xem nhé. Ở đây cũng có melanin. So melanin hả? Có sự khác biệt không hả? Thì không nhìn thấy được. Trắng, đen hay là cả hai bên cũng trắng nhỉ? Thì không biết. Nhưng mà ở trong da, màu da của con, ở trong da của con người nhá, melanin là cái hóa chất hả tạo ra cái màu da của mình. Thì nếu mà một người hả có rất nhiều melanin, da của người ta sẽ nâu hơn, sẽ đen hơn. Một người ít melanin thì sẽ da trắng hơn. Nhưng mà các con cũng phải để ý này nhá. Thường thường nhá, người da trắng nhá sẽ thiếu vitamin D. Bởi vì melanin thì sẽ được tổng hợp bởi vitamin D ạ. Đúng rồi, được tổng hợp về vitamin D. Ok? Ok, understand? So melanin nhá. Ok. So bây giờ mình đã biết hả cái màu nâu, màu vàng và màu đen ở trong con bướm hả, tại sao xảy ra. Nhưng mà cái lý do thứ hai là do cái cấu trúc của cái cánh của con bướm. Ok, so we already know why the color black, brown and yellow occurs on a butterfly's wings, and it's because of a chemical called melanin, which is also in your skin. All right, but the next part is actually why it gets its iridescent color, the other colors, all right? We'll talk about this in a while. So, tại sao mình có cái màu xanh hay là màu tím hay là gì gì đó ở trong cái cánh của con bướm? Cái này là liên quan với cái cấu trúc của cái cánh của con bướm. Lúc đầu có nhớ không? Mình nhìn thấy một ảnh hỏi là cái đây là cái gì? Sau đó Khánh Linh bảo là cái đây là vảy cá hay là gì đó? Thì bảo là đây là vảy của con bướm. Ok? Cái vảy của con bướm nói chung là màu trong, nghĩa là không có màu. Nếu có màu thì sẽ kết hợp với melanin tạo ra màu vàng hoặc là màu nâu. Ok? Thì bởi vì hả, cái sự
bởi vì như thế cái cánh đấy sẽ tạo ra một số mẫu. Ok, thầy sẽ giải thích tiếp. Ok, so đầu tiên thầy muốn nói lại về cái melanin nhé. So cái đấy là da của con người đúng không? So melanin sẽ xảy ra ở trong một cái tế bào gọi là melanocytes. Sẽ xảy ra ở trong cái tế bào gọi là melanocytes. Ok, thì melanin sẽ ở trong đấy. Right, so melanin cũng mình cũng sẽ nhìn thấy melanin từ khi mình nhìn thấy con mực. Cái mực của con mực chính là cái chất melanin. Ok, tiếp. Ok, so bây giờ mình bây giờ có một từ mới nhé. Iridescent. So nhớ cái từ i ở trong tiếng Anh mình đọc thành i nặng. Iridescent. Ok, phát ngay thì thành iridescent. Iridescent color, tiếng Việt cái tính từ là phát ngũ sắc. Phát ngũ sắc. Và cái độ từ thì là loại vải ống ánh. Các con có hiểu không? So, thường thường mình thấy con bướm này mình bảo là đây là màu xanh. Nói chung là không phải là màu xanh, là màu cầu vồng luôn, đúng không? Giống như một quả bubble. Bubble tiếng Việt cũng gọi là quả bóng ha? Bong bóng á. So cute. Gọi là bóng bóng. Ok, so từ khi mình thấy cái màu sắc ở trên bóng bóng nhé, mình sẽ nhìn thấy được rất nhiều màu. Nhưng mà cái đấy là do gì? Ở trong vật lý nhé, các con có nhớ cái từ đấy không hả? Có nhớ không? Tiếng Việt thì gọi là... khúc xạ. Khúc xạ, tiếng Anh thì gọi là... Refraction. Refraction, không phải reflection nhé. Reflection nghĩa là tương phản, đúng không? Nhưng mà cái khúc xạ thì là refraction. So, tiếp nhé. So, từ khi mình nhìn nhé, cái đấy thì là cái về trên cánh của con bướm. Các con nhìn thấy không hả? Cái ảnh đấy, ở bên trái, thì mình sẽ nhìn thấy là từ khi mình nhìn sâu vào nhé, mình sẽ nhìn thấy có rất nhiều chấm gì đó, đúng không? Sau đó mình nhìn sâu hơn một tí, mình thấy, sẽ nhìn thấy cái vẻ ở trong cánh của con bướm rồi. Ok? Cái vẻ đấy con để ý không? Trong trong đấy. Không phải là đục đục, màu đục đúng không? Không phải là màu đục nhá. Toàn màu trong trong thôi. Đó. Nhìn thấy không? Mặc dù là màu vàng nhá, cái đây là màu vàng trong, không phải là màu vàng đục. Ok? Tiếp. Nào, bây giờ mình sẽ nhìn kỹ hơn về cái cấu trúc của cái vảy của con bướm. Nhìn thấy không? Hả? Ok. So cái đấy thì là một vảy của con bướm luôn. Nhưng mà úi dồi ôi, tại sao nhiều gì gì đó ở trong đấy? Nói chung là chỗ đấy là lý do tại sao mình sẽ có cái khúc xạ và nhìn thấy được cái màu ngũ sắc hả? Ở trong cái cánh của con bướm. Nhá, nhìn nhá. Cái cấu trúc của cái cánh của con bướm là phức tạp như thế. Và bây giờ ở trong công nghệ nên người ta cũng bắt đầu đang check lại cái cấu trúc đấy để phát minh một số công nghệ mới. Cái đấy thì chưa, cũng phải đi nghiên cứu một tí. Nhưng mà người ta đang dùng cái cấu trúc này. Các con có nhìn thấy không? Là từ đây nhá. Là từ chỗ này nhá. Từ khi người ta chụp gần hơn thì mình sẽ nhìn thấy được cái cấu trúc như thế. Ánh sáng, từ khi cái ánh sáng nhá vào đấy nhá thì sẽ có cái sự khúc xạ ở trong khu đấy. Ok, từ khi cái khúc xạ lên mình chỉ nhìn thấy được cái màu ngũ sắc. Ok, một ảnh dễ nhìn hơn là ảnh như thế. Ok, the internal refraction, so để ý cái từ refraction ở đây là khúc xạ, không phải reflection là phản xạ. The internal refraction within the transparent scales structure of the wing causes us to see iridescent colors. Okay? Là thế. Nếu mà thầy muốn giải thích sâu hơn thì có thể, nhưng mà hôm nay thầy cảm thấy các con đã bị đau hết cả đầu rồi đúng không? So trước khi thầy làm cái review nhá, có câu hỏi gì không? Bạn Ngọc Mai có hỏi thầy. Thưa thầy, màu của cánh bướm
khi hình thành là được nhận từ môi trường bên ngoài hay là phát triển từ trong kén ạ? Cả hai. Cả hai. Bởi vì ví dụ như một số con bướm là do cái thức ăn của con bướm nữa, từ khi là con sâu ấy, cái đấy cũng sẽ ảnh hưởng đến cái màu sắc của con bướm. Nếu mà cái sự đặc biệt nhá, ok, từ khi con bướm bay, ok, một bên nhá thì sẽ màu nâu, ở trong thì sẽ màu xanh, lúc nào cũng thế, không phải là hai bên là màu xanh, con hiểu không? So nhìn ha, so ví dụ là con bướm ok như thế nhá, so ví dụ đây là cánh của con bướm nhá, ok, từ khi con bướm nghỉ thì sẽ như thế, hiểu chưa? So cái bộ phận ở ngoài thường thường sẽ là màu nâu bởi vì melanin nhiều. Nếu mà ở trong nhá thì sẽ có cái vảy trong, thì mình thường thường sẽ nhìn thấy được cái màu của con bướm ở ngoài đấy. Ok, có hiểu không? Thì nếu mà có màu ở đây, cái đấy cũng liên quan với cái vảy và cái melanin. Ok. Bạn Tuấn Anh có hỏi thầy là butterfly, skipper and moth thì có con nào có độc không ạ? Con thử ăn xem. Thầy tôi bị chỉ đùa vậy thôi các bạn học sinh, thật sự là không nên ăn nhá. Nói chung là thầy ngày xưa bị hen ấy, bởi vì con bướm ấy, bởi vì cái vảy của con bướm là một cái bọt. Từ khi mình hít vào mình có cái phản ứng ở trong phổi, thì từ bé nhá thầy không bao giờ bắt bướm bởi vì bị hen mà. Tức là sẽ làm cho mình bị ngứa họng và sau đấy bị ho đúng không ạ? Hen suy hả? Hen suyễn ạ. Hả? Bị hen suyễn đúng không ạ? Hen suyễn. Dạ. Thầy bị hen suyễn bởi vì cái cánh của con bướm. Thì nói chung là thầy có động không có động cái đấy thì con cứ nghiên cứu đi, nhưng mà không có động thì con sẽ định làm gì? Ăn à? Bắt để bảo mẹ nấu hay sao? Hả? Các bạn học sinh có thể là chỉ tò mò vậy thôi. Rất nhiều bạn bất ngờ là thật ra cánh bướm không có màu mà chỉ là khúc xạ từ mặt trời. Đấy, chờ tí á, không phải là không có màu nhá, là có màu. Là màu gì? Hả? Do melanin. Màu thì nâu, màu đen. Chính xác, màu nâu, màu đen và màu vàng. Vàng. So, nói chung là có màu, không phải là không có màu. Sau đó hả, cái khúc xạ ở trong cái vảy trong và cái melanin có thể kết hợp cả hai nữa, tạo ra một số màu khác, ví dụ màu đỏ. Ok. Thế nên là chúng ta thấy là cánh bướm có rất nhiều màu sắc đúng không? Ừ. Bài học ngày hôm nay rất là thú vị. Bây giờ thầy có thể review lại cho bọn em được biết được không ạ? Ok, no problem. Ok, so cái review của mình nhá. Nhớ nhá. Thầy biết hôm nay cái bài học của thầy là rất khó nhớ. Nhưng mà theo cái lý thuyết, triết lý của thầy, mục đích của thầy không phải là bắt con nhớ hết. Mục đích của thầy là đưa ra cái sự thú vị để cho các con tò mò. Sau đó, từ khi con có cái sự tò mò, con sẽ hỏi lại câu hỏi và đi nghiên cứu ra tại sao là như vậy. Bởi vì cái tư duy của mình ở trong sự học hỏi của mình phải cao. Như thế thì mình mới thành được một người giỏi. Nếu mà mình chỉ học từ khi người ta dạy, thì mình là con người gì? Đúng không? Cái đấy là sao cái tư duy của mình từ khi mình học, mình bắt buộc phải tự học và tự phát triển lên. Công việc của thầy là đưa ra một số thông tin để giúp các con hiểu sâu hơn thôi. Đó. Hoặc là bắt đầu cái sự tò mò ở trong đó của các con. Yeah. So, yeah, not to teach knowledge, but to teach learning. I want you to learn. Right? Number two, giáo dục nhé. Thầy phải dạy, con phải học. Thầy phải huấn luyện, con phải tập luyện. Đấy, cái đấy là cái trách nhiệm của thầy. Dạy và huấn luyện. Trách nhiệm của con là học và tập luyện. Yeah. Knowledge is only useful when it is used with wisdom. Cái sự hiểu biết của mình chỉ có giá trị và có tác dụng từ khi mình ghép vào với cái sự trí tuệ. Của mình. Một người biết có thể biết rất nhiều nhưng mà người ta không có trí tuệ để sử dụng cái sự hiểu biết của người ta cũng là một loại giáo dục vô dụng. Yeah. Wisdom comes from with experience, patience and humility. Cái trí tuệ chỉ đến từ kinh nghiệm. Nghĩa là các con bây giờ ít wisdom vẫn có
nhưng mà chưa bằng người già. Bởi vì mình bắt buộc phải có kinh nghiệm. Ok? Cái thứ hai mình phải có patience. Patience lại từ gì? Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Thầy bao giờ thầy không bao giờ dùng từ đấy bởi vì thầy không kiên nhẫn tí nào. Nhá, kiên nhẫn và cái sự khiêm tốn. Và từ khi mình có sự khiêm tốn, mình mới thành được một con người được dạy. Ok? So nhớ hả các con? Order of insects hả? Cái đấy là làm cho các con đau hết cả đầu đúng không? Đau hết cả đầu thì thôi, kệ đi nha. Mình chỉ tập trung về cái Lepidoptera. Lepidoptera. Ok? Yeah? Ok? Thầy cảm thấy dạy đi dạy lại cũng mệt rồi đúng không? Hả? Khánh Linh? Các bạn học sinh, bài học ngày hôm nay rất là thú vị nhưng mà cũng hơi phức tạp đấy. Chúng ta chỉ xem với mục đích là được thầy Toby giới thiệu cho thôi. Còn bạn nào mà muốn nhớ hơn về bài học thì hãy đừng quên xem lại trên kênh YouTube của OnEdu cũng như là trên fanpage của VTV Cap nhé. Và rất là cảm ơn thầy Toby ngày hôm nay đã mang đến cho chúng em một bài học thật sự là rất là bổ ích và rất là nhiều điều bất ngờ, bởi vì đâu có ai biết được là cánh bướm có vảy đâu đúng không nào? Ừ, đúng rồi. Và các bạn hãy đừng bỏ lỡ các tiết học khác và các môn khác và khung giờ quen thuộc của chương trình OnEdu vào lúc 9 giờ, 14 giờ và 16 giờ. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn thầy. Okay. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Okay, bye bye.